Xin chào anh chị ạ, bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về một lá số rất là đặc biệt. Nữ mệnh dương lịch ngày 16 tháng 11 năm 1998, âm lịch 28 tháng 9 năm Mậu Dần, sinh vào giờ Dần tức là khoảng thứ 3 tới 5 giờ sáng, thân cư Quan Lộc. Năm xem 2024, năm Giáp Thìn 27 tuổi. 27 tuổi thì đang nằm trong đại vận cung phối, thời gian là từ 23 cho tới 32 tuổi. Đại vận ở cung phối mà có cự môn, có kình dương, có hóa kỵ thì về cơ bản cũng khá trục trặc về cái chuyện tình cảm. Đấy, trục trặc ở cái điểm nào? Thứ nhất là gì? Thân cư Quan Lộc của thiên cơ hóa kỵ gặp triệt. Cái thứ hai là cung nô bộc. Cung nô bộc ở đây là có Khôi Việt, lại có Hồng Loan, lại có Thiên Hỷ, lại có Thai Phục Vượng Tướng, thì việc không kiếp rất dễ bị lừa tình lừa tiền. Lá số này mệnh thì lại thiện lương thiện tính, thêm nữa là gì, ngoại hình nhan sắc lại có đồng lương đi với văn xương, đi phượng các, có nét sinh nét sang nét quý. Quan Lộc là thiên cơ hóa kỵ gặp triệt, thường thân cư Quan Lộc có cái tổ hợp mà gặp triệt thì hơi lận đận về cái chuyện tình cảm. Thêm nữa cung phối ở đây có cự môn, có kình dương, dễ xảy ra gì, thị phi, cái vã, thậm chí là có cả gì tác động của ngoại lực kình dương đó, đặc biệt là cung nô bộc cũng khá là xấu. Tử vi phá quân, phá quân đi với Khôi Việt, đi với Hồng Loan, tất cả các sự trợ giúp đối với lá số này gần như là có điều kiện hết, thế nên là nên thận trọng cái điểm này, và nó sẽ hình thành một cái tư tưởng khá là đặc biệt khi cái tổ hợp mệnh, tổ hợp quan, tổ hợp nô bộc, tổ hợp phối như thế này. Đối với lá số này thì nên lập gia đình muộn một chút, trễ một chút thì nó sẽ đỡ hình khắc hơn, và không nên mang những cái rắc rối, cái thị phi, cái hiểu lầm, rồi là các cái đau đầu ở công việc mang về cái gia đình. Thêm nữa thì để mà gia đình nó hạnh phúc hơn thì có hai cái điểm. Một cái điểm thứ nhất thì đã chia sẻ rồi, nó lập gia đình muộn một chút. Điểm thứ hai là gì, nên nhường nhịn nhau, quan tâm chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn, tránh, nói chung là hạn chế xung đột xung khắc, cái vã, tranh hơn tranh thua. Cái sau cự môn lấy muộn tại vì cung gì, cung tử tức ở đây nó có cái hiện tượng hơi muộn màng, đó là gì, đó là lộc tồn, đó là cô thần quả tú, thì nó không được sớm cho lắm. Rồi tiếp theo, trong cái đại vận từ 23 đến 32 thì công việc sự nghiệp rồi các mối quan hệ là có sự thăng tiến, dễ nổi danh nổi tiếng, nhưng mà đi với liền với tai tiếng và thị phi một chút. Tiếp theo Mậu Dần là tuổi dương, dương nữ, mệnh đóng tại cung thân là cung dương, âm dương thuận lý, tuy nhiên là mệnh gặp tuần, cung Quan Lộc gặp triệt, thế nên là gì, có một chút trắc trở khó khăn, trong cái chuyện liên quan đến học hành thi cử, lớn lên là gì, ra ngoài công tác xã hội là và làm việc vân vân. Thông minh có, tinh ý có, nhanh nhẹn có, hoạt bát có, năng động có, hướng ngoại có, hướng nội có. Lá số này nhiều khi khá mâu thuẫn về cái mặt tư tưởng tinh thần nhá. Thiên đồng mà đi với thiên mã thì rất rất hướng ngoại. Đấy, thiên đồng tượng của nó là trẻ con, còn thiên lương tượng của nó là cụ non, thế nên là nhiều khi nó hơi mâu thuẫn một chút ở cái điểm đấy. Mệnh thổ cục mộc, cục các mệnh, cung thiên di được cái có hữu bật, có hoa khoa, có xương khúc, rồi là có đồng lương, thì về cơ bản ra ngoài có quý nhân tương trợ trợ giúp, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thêm nữa cung thiên di ở đây là có gì, giáp tử vi thiên phủ, tức là số cận quan cận quý, ra ngoài hay quen biết những cái người có chức vị quyền hành, thế nên là cần bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, chuyên môn tăng lên. Đấy, gió tầng nào gặp mây tầng đấy thì nó như vậy. Cơ bản cung thiên di thì lợi về lập thân lập nghiệp phương xa. Tiếp theo thân cư Quan Lộc, mỗi người chăm chỉ chịu khó, đam mê cống hiến ở trong công việc, nhưng mà thân cư Quan Lộc như lá số này hơi trắc trở về mặt công việc, tuổi trẻ sẽ phải thay đổi khá là nhiều các cái công việc. Tiếp theo là hao tâm tổn trí, đau đầu khá nhiều trong công việc và trong sự nghiệp, gặp phải những cái sự cạnh tranh, những cái sự đố kỵ. Hiền lành có, thiện lương thiện tính có, nhưng mà cung Quan Lộc là cơ đi với kỵ, gặp kình đà thì cạnh tranh đấu đá, cạnh tranh ngầm có, cạnh tranh trực diện có, cạnh tranh thẳng có, cơ đi với kỵ nó chủ yếu hao tâm tổn trí rất là nhiều. Vậy nên cân bằng cuộc sống, công việc và tư tưởng tinh thần nhé. Rồi đi vào cung mệnh, mệnh là thiên đồng thiên lương đi với thiên mã, cách cục là cơ nguyệt đồng lương, có khoa, có quyền, có tả phú bật, rồi có thai phụ phong cáo, lại có thiên mã, có song hao. Đầu tiên nói về cái ngoại hình thì nói chung là sinh sang sáng sủa, đó là văn xương, đó là gì, phượng các, đó là thai phụ phong cáo. Rồi tiếp theo mệnh thiên đồng đi, thiên đồng thì nó chủ về hiền lành, tính nết nó như trẻ con. Thiên đồng đi với thiên mã thì nói chung là bé hay nghịch ngợm, thích đi đây đi đó, thích đi giao lưu, rồi thích đi du lịch, thích đi khám phá vân vân, ít khi ở yên một chỗ, là cái sao thiên đồng. Thiên đồng thì hoạt bát hướng ngoại, thiên đồng thì thiện lương thiện tính thiện lành, thiên đồng thì cả thèm trong chán, hay đứng núi này trông núi nọ, cũng cộng với cung Quan Lộc gặp triệt như thế này thì hay thay đổi công việc, thời tuổi trẻ nó chưa an định, nó chưa ổn định được. Tiếp theo người có thiên đồng thì khá là thông minh, nhưng cũng có mỗi cái là gì, thường là có cái xu hướng là gì, thích chơi nhiều hơn thích làm vân vân. Thế nên là cần phải gì, cân bằng cái công việc và cái sự hưởng thụ. Thiên đồng mà đi văn xương thì rất có cái năng khiếu liên quan đến âm nhạc, liên quan đến hoạt động nghệ thuật,
thậm chí là có thể là ca kịch, biểu diễn, vận động viên múa vân vân, thiên đồng đi với thiên mã, làm những ngành nghề mang cái tính chất vui chơi, tính chất giải trí, tính chất mang lại cái niềm vui, cái sự hài hước cho cuộc sống cuộc đời là sao thiên đồng. Đi du lịch cũng là rất hợp với sao thiên đồng. Bói toán một chút cũng là cái sao thiên đồng, tâm linh tôn giáo khoa học huyền bí một chút cũng là sao thiên đồng, vì thiên lương cũng có năng khiếu. Thiên lương nó chủ về thiện lành, thiện lương, thiện tính. Thiên lương nó chủ về biết quan tâm, biết chăm sóc, biết chia sẻ cái những cái khó khăn trắc trở cho người khác, dễ được người lớn tuổi trợ giúp giúp đỡ, và bản thân cũng có cái tính là gì, hay giúp đỡ người khác. Mà thiên đồng đi với song hao thì nó chủ về gì, hơi lãng phí một chút, nói cách khác là cũng chủ về cởi mở, phóng khoáng, rộng lượng. Thế nên là thiên đồng mà gặp song hao thì hãy giữ lấy tiền của, tích lũy một chút, phòng khi sa cơ lỡ vận, phòng khi gặp khó khăn, không nên hoang phí quá. Bản chất của thiên đồng là vị quan cai quản cái đường ăn uống vui chơi của nhà vua, ca múa nhạc, nhảy múa vân vân, tức là liên quan đến cái tính hưởng thụ. Cộng với song hao, nói chung là chi tiêu là không, chi tiêu tiền là không tiếc tay, cho du lịch, cho mua sắm, vân vân, làm sao cho cuộc sống tinh thần nó thoải mái. Cái nét đặc biệt của tổ hợp này là gì, nói chung là không quá nặng nề về mặt tiền bạc, làm sao cho nó thoải mái về mặt tinh thần. Đấy, văn xương nó chủ về mặt mũi tươi sáng đẹp, có năng khiếu liên quan đến gì, liên quan đến viết lách, liên quan đến thi cử, liên quan đến giao tế giao tiếp. Đây cũng là mẫu người hoạt bát hướng ngoại, giao tế giao tiếp cũng khá là tốt, nhưng đôi khi vẫn có cái tính hướng nội, đó là sao thiên lương. Văn xương văn hóa nghệ thuật. Thiên mã nó chủ về năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, ý chí, nghị lực, tinh thần là tốt. Phượng các giải thần thì có nét sinh, nét sang, hợp những ngành nghề liên quan đến kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, làm đẹp vân vân, những cái ngành nghề nó đòi hỏi tay nghề rất là cao. Thiên lương thì hợp những ngành nghề liên quan đến y tế, liên quan đến quản lý, liên quan đến giám sát, liên quan đến cái tính cộng đồng, cái tính phục vụ người khác. Thai phụ phong cáo lợi về mặt công danh, lại có khoa quyền thì lợi cả về mặt công danh rồi. Có lâm quan thì đôi khi là hơi khoe khoang khoác lác một chút. Thiên đồng thiên lương có giải thần thì yên tâm, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Thiên khốc thiên hư mà đi với thiên đồng thì chắc chắn là rất hay tâm trạng rồi, rất hay ưu tư, rất hay suy nghĩ rồi. Nhưng mà được cái tới đâu vui tới đấy, chuyện hôm nay lo chuyện hôm nay, chuyện ngày mai cứ để chuyện ngày mai, là cái sao thiên đồng. Rất sáng tạo, rất hay thay đổi cũng là sao thiên đồng. Đầu quân năng lực quản lý bản thân tương đối tốt này. Nói chung là số này thì tiền vận nó hơi vất vả, nó hơi khó khăn một chút. Nhưng mà về hậu vận, về trung vận và hậu vận thì nó sẽ tốt hơn. Rồi cách táo tả phú bật mà đi với thiên đồng thì nó chủ về con người lạc quan, yêu đời, kết giao kết nối bạn bè rất là tốt, lấy cái sự tín nghĩa, lấy cái sự tín nghĩa để đối đãi với người. Thiên đồng thì về cơ bản là ôn hòa, lễ phép, trung thành, thiện lương, thiện tính vân vân. Có mỗi cái là gì, hay đứng núi này trông núi nọ thôi, tính tình đôi khi nó hơi đồng bóng một chút, nó hơi trẻ con một chút vân vân đó. Tiếp theo cung tài bạch ở đây là có thái âm. Thái âm thì hợp những ngành nghề liên quan đến tài chính, kế toán, tiền bạc, kế toán ngân hàng. Là số này thì không, cũng có thể tham gia vào lĩnh vực liên quan đến bất động sản một chút, tại vì cung điền trạch ở đây khá là sáng. Đấy là thái âm. Thái âm cũng hợp những ngành nghề liên quan đến ăn uống, vui chơi, giải trí, rồi là du lịch, rồi là khám phá, rồi ví dụ cắt may quần áo, ví dụ thẩm mỹ, ví dụ thời trang, cũng là cái sao thái âm. Tiếp theo có đà la thì chủ về tiền bạc, nó hay gặp trục trặc thị phi, tang hổ khốc hư, cộng với mệnh mà thiên đồng bị song hao thì nói chung là tiêu bao tiền nó điều độ một chút, nếu không thì sẽ có ngày là gì, hao tốn tiền bạc nó rất là lớn, buồn phiền vì tiền. Đấy, thái âm đi với hóa quyền thì có tiền sau đó mới có quyền, có danh. Đó, thái âm đi với hóa quyền. Thái âm đi với hóa quyền thì có cái năng lực liên quan đến quản lý tiền bạc, làm về lĩnh vực kế toán, làm về lĩnh vực kiểm toán tài chính là cũng được. Thái âm đi với hóa quyền. Có ân quang thiên quý thì khi mà công danh, sự nghiệp, bằng cấp nó lên cao thì tiền bạc thu về nó lớn. Thái phụ phong cáo đi với quang quý nó như vậy. Rồi, đấy là cung tài bạch này, tài bạch. Cung quan lộc ở đây gặp triệt là gặp trục trặc rồi. Mệnh thì gặp tuần triệt đương đầu, thiếu niên nó tân khổ, nó hơi vất vả một chút. Cung quan lộc lại gặp triệt, công việc sự nghiệp có nhiều biến động thay đổi. Lý do chuyển việc là những cái lý do sự cố nó rất là bất ngờ. Thường gặp trục trặc thị phi mà sinh ra chuyển việc, đó là hóa kỵ. Cung quan lộc có thiên cơ thì hợp những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, liên quan đến tư duy, liên quan đến khoa học kỹ thuật, liên quan đến máy móc. Tại vì thiên cơ nó là cái sao trí tuệ, đóng cung quan lộc thì hợp những công việc liên quan đến sáng tạo, phát minh, trí tuệ. Cơ đi về văn xương văn khúc, đi về long chỉ phượng các thì thực sự là gì, rất khéo tay, khéo léo về mặt thủ công mỹ nghệ, kết giao kết nối mọi người giỏi, khả năng phân tích, khả năng tư duy khá là tốt. Có mỗi cái là thiên cơ mà gặp hóa kỵ thì đôi khi sẽ có sự nhầm lẫn trong công việc. Thiên cơ mà gặp hóa kỵ thì hay gặp trục trặc, hay gặp thị phi trong công việc. Có tả phù ở đây, mệnh có tả phù hữu bật, cung quan lộc có tả phù, nó chủ về gì, kiêm nhiệm được nhiều công việc. Thiên cơ đi với tấu thư thì văn xương, làm những ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, liên quan viết lách, giáo viên, nhà văn, nhà báo là cũng đắc cách. Đặc biệt những ngành nghề liên quan đến ăn nói một chút thì nó sẽ tránh được những cái thị phi liên quan đến gì, liên quan đến cái mặt
phân tích những cái mặt đen tối của xã hội thì cũng khá là hợp thiên cơ đi với hóa kỵ. Rồi thiên cơ như thế, cơ đi với kỵ như thế này thì nó sẽ chủ về hao tâm tổn trí khá là nhiều trong công việc. Thế nên là mệnh thiên đồng thiên lương thì nó có cái sự đặc biệt gì đó, đặc biệt về mặt tính cách, về mặt tâm trạng, cộng với thân cư quan lộc như thế này thì nên biết cân bằng cái công việc, cái cuộc sống và cái tâm trạng của mình thì nó sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Ở cung phúc đức của Thái Dương, Thái Dương nó chủ về nhiệt tình, Thái Dương nó chủ về cái gì, quang minh chính đại, hào phóng rộng lượng, Thái Dương nó chủ về tâm cao khí ngạo, Thái Dương nó chủ về vất vả, nó chủ về bận rộn, nó chủ về hao tâm tổn trí rất là nhiều. Đấy là Thái Dương. Có Thái Dương đi với quang quý, đi với khoa quyền, khi mà công việc sự nghiệp danh tiếng nó danh tiếng thương hiệu nó tăng lên thì tự khắc tiền bạc thu nhập nó dồi dào hơn là sao Thái Dương. Tiếp theo là có gì, có tứ linh Thái Dương mà đi với tứ linh thì chắc chắn là về gì, phát triển về mặt công danh, mặt sự nghiệp, mặt học thuật, rồi là mặt trí tuệ, rồi là mặt bằng cấp tăng lên thì tiền bạc nó mới tăng lên được. Rồi cung phúc đức như thế này, Thái Dương gặp Kình Dương Đà La, nguồn tiền tài các thứ là cũng gặp phải cái sự cạnh tranh khá là lớn. Cung thiên di ở đây có hữu bật, hữu bật nó chủ về kết giao, kết nối bạn bè nhiều. Hữu bật nó chủ về gì, có quý nhân tương trợ, trợ giúp, có cái sự trợ lực từ bên ngoài. Hữu bật nó, hữu bật nó chủ về có cái sức phát triển, có sự lạc quan, có sự thông minh. Có hóa khoa nó chủ về tên tuổi, danh tiếng, kiến thức, trí tuệ, tài hoa, tài nghệ, kiến thức uyên bác, tức là lá số này khi đi ra ngoài thì kiến thức trí tuệ nó sẽ đầy mình, nó sẽ nhiều. Thiên di mà có song hao nó chủ về hao tài tốn của khá là nhiều khi đi ra ngoài, chi dùng cho các vấn đề ví dụ như là du lịch, ăn chơi, thưởng thức, rồi là mua sắm, khá là có năng khiếu về nghệ thuật này. Thiên di có thái tuế cũng là mẫu người rất là chính trực, khả năng ăn nói, khả năng tư duy khá là tốt này. Rồi cung thiên di như thế này thì về cơ bản là đi ra ngoài gặp nhiều cái sự may mắn. Cung phối ở đây có cự môn, cự môn nó chủ về bất mãn, thế nên là các mối quan hệ, lá số này cung phối ở đây có tảo phụ bật cũng lắm anh yêu nhiều anh thích đấy. Có điều là có cự môn thì dễ xảy ra thị phi, xảy ra bất mãn. Trước thì vui vẻ, trước niềm nở, nhưng mà sau nó hay trục trặc, nó hay thị phi, kiểu như đứt gánh giữa đường đấy, cự môn với hoa kỵ. Thế nên là gì, nếu mà trước khi lấy chồng mà gặp trắc trở, gặp sóng gió, gặp thị phi thì sau nó sẽ bớt hơn. Đấy, cự môn thì chồng ăn nói tốt, khả năng tư duy tốt, khả năng phân tích tốt, khả năng lý luận tốt, khả năng hùng biện tốt. Thế nên là hai vợ chồng rất dễ đấu khẩu, rất dễ đấu khẩu. Thế nên là để khi lập gia đình rồi thì nên nhường nhịn nhau một chút, bao dung nhau một chút, thấu hiểu nhau hơn. Chồng mà có sao Kình Dương nó chủ về gì, đàn ông chủ về nam tính. Đấy, tiếp theo có Kình Dương ở đây thì cẩn thận dễ xô xát sau khi giờ gì cãi vã một chút. Chồng có Văn Khúc chủ về khôi ngô tuấn tú này, ăn nói giao tế giao tiếp tốt. Tứ linh cũng chủ về mẫu người chính trực đứng đắn đàng hoàng, nhưng mà có hóa kỵ ở đây thì dễ phát sinh mâu thuẫn thị phi. Tiếp theo con cái ở đây có liêm trinh tham lang, có hỏa linh, có địa không địa kiếp, có hình diêu, cô thần quả tú, thường là sinh mộc, thường là sinh mộc. Cái thứ hai là hơi muộn con một chút do gặp cô quả đi với lộc tồn. Thì con cái có liêm trinh tham lang thường là con gái nhiều hơn con trai, có hỏa linh không kiếp là sẽ có sự mất mát, sẽ có sự mất mát. Tiếp theo con cái ở đây có hóa lộc thì cực kỳ có duyên với con cái, nhưng mà có hỏa linh xung khắc, hỏa linh không kiếp thì nó chủ về xung khắc xung đột. Cung tử tức mà có liêm tham đi với hình diêu đi với hỏa linh không kiếp thì gì, nói chung là lá số này đối xử với sau này khi mà làm sếp, làm quản lý rồi đối xử với nhân viên cấp dưới nó rất là rộng, nó rất là rộng, nó rất là nhiệt tình. Nhưng mà khi mà kết hợp làm ăn thì rất bất lợi. Thậm chí đôi khi mình đối xử với người ta tốt nhưng lại bị người ta hại thì nên thận trọng cái điểm này. Ở cái điểm là gì, nhân viên cấp dưới, anh em bạn bè, đồng nghiệp nên thận trọng. Cung tử tức như thế này thì hơi bất lợi. Tiếp theo ở đây là cung nô bộc có tử vi phá quân, có thiên khôi thiên việt. Có khôi việt thì dễ được quý nhân tương trợ, trợ giúp, nhưng mà khi mà cái gì, có địa không địa kiếp, cô thần quả tú, thai phục vượng tướng thì rất dễ bị lừa tình lừa tiền. Các mối quan hệ thì ban đầu tượng là thấy tốt nhưng càng về sau lại càng thấy nó kém đi. Tử vi mà đi với khôi việt thì chỉ có thể chơi với những người có tiền, có quyền, những người lớn hơn tuổi thôi, còn bằng vai phải lứa mới thấp tuổi hơn thì thực sự rất bất lợi cho lá số này. Về sau là tri kỷ nó sẽ hơi ít một chút này. Cung nô bộc như thế này có giáp tả phú bật, có khôi có việt, nó chủ về đông bạn nhiều bè, nhưng về sau nó sẽ hơi ít. Và các cái vấn đề liên quan đến kết hợp làm ăn kinh tế thì thực sự là không hợp cho lắm. Tốt nhất là gì, nếu có muốn kinh doanh thì nên tự thân lập thân thôi, không nên kết hợp. Cung nô bộc phá quân đi với không kiếp, đi với thai phục vượng tướng, đi với hình diêu, đi với cô quả, thực sự rất xấu, không nên kết hợp. Cho vay, vay hộ, rồi là gì, kết hợp góp vốn chung làm ăn, tất cả những cái điểm này đều rất là xấu trong cái cung nô bộc này. Cung phụ mẫu thì ở đây có tuần, cung mệnh thì có thiên mã, thế nên là tượng là khó ở gần cha mẹ, thường phải sớm xa cha mẹ. Đấy là trường hợp 1. Trường hợp 2, nếu ở gần thì phát sinh nhiều sự xung đột xung khắc.
xung đột xung khắc ở đây có mấy cái điểm như sau. Thứ nhất là gì? Thể chất sức khỏe của một trong hai bên nó hơi kém. Cái thứ hai, vận trình làm ăn kinh doanh của bố mẹ nó không được thuận lợi, vân vân. Nói chung là ở gần nhau nó phát sinh nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái xung đột, nhiều cái khỉnh khắc. Và khi người mệnh thiên đồng thiên lương cộng với cung phụ mẫu này chắc chắn là tự thân lập thân rồi, ít khi được nhờ bố mẹ. Đấy, ít khi được nhờ bố mẹ, ở gần nhau rất nhiều sự xung khắc, ở xa nhau ra thì vẫn thương yêu quý mến nhau. Bản chất của thiên đồng thiên lương là tốt tâm tốt tính, nhưng vì cái cung phụ mẫu nó có không kiếp cô quả cộng vũ khúc thất sát, thế nên là khó ở gần nhau, mà ở gần thì nhiều xung đột xung khắc. Cái thứ hai liên quan đến sếp cấp trên, nói chung là cũng không hợp lắm, không hợp với sếp cấp trên lắm, nhiều xung đột, nhiều mâu thuẫn, nhiều xung khắc. Thế nên là người mệnh thiên đồng thiên lương có câu nói là dần thân tối hỉ đồng lương, khi xưa bạch thủ mà nay sang giàu, tượng là phải tự thân lập thân. À, tay trắng làm nên nó là như vậy. Tiếp theo, cung huynh đệ có thiên tướng thì tốt rồi, anh chị em chính trực đứng đắn đàng hoàng này. Thiên tướng đi với thiên khôi thiên việt thì anh chị em ruột nhà mình sẽ là quý nhân của mình. Tiếp theo mà có đào hồng hỷ ở đây thì thường chị em gái nhiều hơn anh em trai. Thái phục vượng tướng mà đi với đào hồng hỷ thì nguy cơ của anh em dị bào cũng khá là cao. Cái chuyện cái cung phụ mẫu này hơi trục trặc này. Cung huynh đệ như thế này cơ bản khá là ổn và khá là tốt này, có thể kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán được. Tượng cung huynh đệ khá là đẹp, thiên tướng chăm chỉ chịu khó cần cù. Thiên tướng là gì? Có trước có sau. Thiên tướng trung thành tận tụy phục vụ. Thiên tướng là mẫu người rất là đàng hoàng, rất là chính trực, vân vân, biết hy sinh, biết công hiến. Mệnh thiên đồng thiên lương là tốt tâm tốt tính, thế nên là anh chị em ruột thôi nhá, thì là kết hợp được. Tát ách ở đây có thiên phủ, mệnh là có thiên đồng đi song hao, thường mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, tiêu hóa, đại tràng một chút. Bởi vì thiên phủ nó là kho khố, nó là cái sự tích trữ. Ở đây có tam thai bát tọa thì ít bệnh thôi. Có đào hoa này, có phục binh này, có thiên diêu này, có hỏa tinh địa không. Có thiên quan thiên phúc đi với thanh long, nó chủ bị ít bệnh ít tật này. Nhưng mà có đào hoa ở đây thì cẩn thận các bệnh liên quan đến gì? Liên quan đến phong hoa tiết nguyệt một chút. Nhưng mà thiên phủ ở cái cung tật ách thì nó là cái sao giải hung, giải bệnh, giải họa rất là tốt. Thế nên là cũng không đáng ngại cho lắm. Vào cái vận 53 thì nên lo lắng thôi, nên lo lắng một chút. Vận 53 thì hơi lo lắng một chút, thực ra không lo lắng quá nhiều. Đối với cái cung tật ách này, mệnh thiên đồng thiên lương nó phúc tinh rồi, nó phúc tinh rồi, ốm đau bệnh tật hung họa là giải được hết. Cung lá số này ngại nhất là bệnh liên quan đến tư tưởng và tinh thần, cần cân bằng lại cái này. Thiên đồng thiên lương rất hay tâm trạng, rất hay suy tư. Cung quan lộc thiên cơ gặp hóa kỵ, thế nên là khi ra ngoài đời làm việc gặp sóng gió, gặp trắc trở thị phi sẽ sinh ra cái tâm lý là đề phòng, tâm lý đề phòng một chút, nó hao tốn về mặt tinh thần khá nhiều. Mà cơ đi với kỵ sau này là dễ mất ăn mất ngủ nhé. Dễ mất ăn, rất mất ngủ, dễ stress một chút. Cung điền trạch thì sao? Cung điền trạch có sinh mộ vượng này, lại có liêm tham, lại có song lộc, lại có sao đào hoa, thì về cơ bản là nhà cửa rất là đẹp, hợp phát triển ở những cái nơi chốn phồn hoa đông hội. Cung điền trạch mà có hỏa linh, có liêm tham, song lộc thì có cơ hội phát đột xuất phát bất ngờ liên quan đến đất đai điền trạch. Nhưng vì cái tổ hợp mệnh tài quan nó chưa được sáng cho lắm thì khi phát bất ngờ, phát đột xuất rồi, cái vận từ 33-42 là cái vận như vậy, thì nên giữ gìn những cái thành quả mình đã đạt được. Cung điền trạch mà có hỏa linh thì hết sức cẩn thận các vấn đề liên quan đến cháy nổ một chút. Đấy, cung điền trạch có hỏa linh thì nó chủ về gì? Gia đạo lục đục, không được yên ấm cho lắm. Tam thai bát tọa nhà cửa rất là đẹp, có thanh long nhà đẹp, đào hoa nhà đẹp, sinh mộ vượng nhà to nhà lớn này. Cung điền trạch này cơ bản khá là ổn, nhưng mà khi dư giả rồi, khi tích lũy được rồi thì nên thận trọng thôi. Đó là cung điền trạch của lá số này, vô trinh triệu, liêm tham, song lộc, tướng phủ, triều viên. Tiếp theo là đến các đại vận của lá số này. Đại vận đầu tiên từ 3 tới 12 tuổi. Đấy, thiên đồng thiên lương thì nó phúc tinh. Thiên lương thì có cái tác dụng là che chở, thế nên là thường bé là dễ ốm đau bệnh tật, hao tài tốn của, mệnh có song hao. Nhưng mà được cái ốm đau bệnh tật là gặp thầy gặp thuốc hết. Đấy, vượt qua được hết, đó là thiên lương. Học hành các thứ thời bé thực sự là nó không thuận lợi cho lắm. Mệnh gặp tuần. Cung quan lộc ở đây cơ gặp kỵ, thế nên là hơi không thuận lợi cho lắm. Mà tiếp theo bé là thường phải xa cha xa mẹ, mệnh đồng lương đi với thiên mã, gặp cung phụ mẫu của vũ khúc thất sát thì không kiếp. Thường phải xa, mà thậm chí là xa nó có thể tốt trong cái trường hợp này. Đại vận thứ hai 13 đến 22 tuổi, đại vận này thiên tướng đi với khôi việt, đi với thai tọa, rồi đi với nhiều cát tinh như thế này, tượng là học hành, thi cử, các thứ là thành tích nó đạt được khá là cao. Trong cái đại vận này có thai phục của thượng tướng, có đi với đào hoa như thế này, nếu mà phát sinh cái chuyện tình cảm thì rất dễ bị lừa, ảnh hưởng xấu đến cái chuyện học hành, thi cử, vân vân. 13-22 giáp xương, giáp phúc, giáp long, giáp phượng, lại thiên tướng đi với thiên phủ của khôi việt, dễ đạt được những cái thành tích cao. Còn 23-32 thì đầu tiên là gì? Cự môn hóa kỵ đối với kình dương hơi bất lợi với chuyện tình cảm và chuyện hôn nhân. Tiếp theo, trong cái đại vận này nó chủ về mở rộng, kết giao kết nối các mối quan hệ nhiều.
Trong vận này nó chủ về dễ thăng tiến trong sự nghiệp, trong vận này nó chủ về dễ gặp trục trục trặc thị phi trong sự nghiệp. Cái vận này thì nó chưa được thuận lợi tọa ý cho lắm, nhưng cơ bản nó là một cái vận không có gì xấu cả. Cự môn, văn khúc, tứ linh, tả phú, bật tự hóa khoa, cũng lợi về công danh nhưng không quá lợi về tiền tài. Nói chung nó chủ về hơi bất mãn với cuộc sống một chút. 33 đến 42 vận liêm trinh tham lang đi với song lộc, đi với hình diêu, đi với cô quả, đi với hỏa linh không kiếp. Đầu tiên mà nói liêm tham đi với cô quả thì hơi bất lợi về chuyện tình cảm. Liêm tham là hai sao đào hoa, đi với hình diêu cô quả, đi với hỏa linh không kiếp là bất lợi về chuyện tình cảm. Cái thứ hai chuyện tài lộc là dễ phát đột xuất, dễ phát bất ngờ, phát là phát rất lớn, được là được rất nhiều trong cái đại vận này. Đấy, phát lớn được nhiều, nhưng mà khi mà có hỏa linh rồi là địa không địa kiếp thì khi phát lên rồi thì nên giữ gìn những cái thành quả mình tạo ra. 33 đến 42 là một cái vận nó có hai cái mặt đối nghịch. Một là gì, được là được lớn, nhưng mà sau khi được rồi thì rất dễ mất, rất lớn, vân vân. Mà liêm tham mà đi với hình, đi với diêu, đi với hỏa linh không kiếp thì dễ gặp tranh chấp thị phi kiện tụng, thì nên thận trọng cái điểm này. Đấy, vận mà đến liêm trinh thì công việc sự nghiệp có sự thăng tiến, các mối quan hệ cũng khá là tốt, tinh thần ý chí nghị lực, cái sự cạnh tranh là nó lên cao. Mệnh thiên đồng thì đôi khi là ý chí nó hơi nhu nhược một chút. Đến cái vận liêm trinh, đến vận tham lang là gì, tham vọng nó nổi lên, cái tinh thần cạnh tranh, cái tinh thần chiến đấu nó tốt lên. Vận đến tham lang nó chủ về về sự nghiệp, rồi là các mối quan hệ nó mở rộng, thế nên là nó sẽ được khá là lớn, nhưng mà rủi ro nó khá là nhiều. Cái vận này là cái vận nó chủ về bạo phát, bạo tản, thì cũng nên thận trọng. Liêm tham đi với song lộc, hội hình diêu, hội cô quả, hỏa linh không kiếp. Còn riêng cái chuyện tình cảm 33, 42 rất bất lợi, cũng khá là bất lợi với cái tổ hợp này. Tiếp theo là cái vận từ 43 đến 52. Vận này có thái âm, có đà la, có tang hổ, có khốc hư. Thêm nữa là có thiên mã, có hóa kỵ, có hóa quyền. Thái âm thì nó chủ về tiền bạc, nó chủ về tình cảm, nó chủ về sắc dục. Mà có đà la, có tang hổ, khốc hư rồi là có hóa kỵ như thế này, chuyện tình cảm xem ra hơi bất ổn. Nhưng so sánh hai cái vận 33, 42 và 43, 52 thì vận 43 đến 52 nó vẫn có cái tính chất nó cát lợi hơn, nó yên bình hơn. Vận này thái âm đi hóa quyền thì trước có sóng gió, trước có trắc trở về mặt tiền bạc kinh tế, nhưng về sau nó sẽ khá là ổn định, nó khá là ổn định, thu nhập nó khá là ổn định. Thái âm đi hóa quyền, mà hóa quyền đi quang quý thai phụ phong cáo thì gì, công việc sự nghiệp danh tiếng chức vị quyền hành nó lên cao thì tự khắc tiền bạc nó lên cao. Vận từ 43 52 mà thái âm mà đi với gì, văn xương, đi với thiên mã, xem ra đi chơi, đi du lịch, mua sắm hao tốn tiền bạc khá là nhiều, tức là có lắm mà tiêu nhiều. Mà cung tài bạch mà có thái âm như thế này, thái âm nó chủ về cái sự hưởng thụ, tượng của nó là mặt trăng, thế nên lá số này khi mà có tiền chi dùng cho các vấn đề liên quan đến tiêu dùng giải trí rất là nhiều, rất là lớn. 43 đến 52 vận về cơ bản khá tốt về mặt công việc sự nghiệp tiền bạc kinh tế. Chuyện tình cảm thì nó hơi bất lợi, nhưng bất lợi của nó tương đối nhẹ, nó không như cái vận 33 đến 42. 43 đến 52 sáng hơn. Còn 53 đến 62 thì sao? Vận này là thiên phủ, thiên phủ đi với sinh mộ vượng. Đấy, có đào hoa, có thiên không, có tam thai bát tọa. Thiên phủ, hạn mà đến thiên phủ thì nói chung là tiền bạc, rồi là sự tích lũy về mặt vật chất các thứ cũng khá là tốt. Nhưng vì gặp cái vận thiên không, địa không, hỏa tinh, thế nên là không nên khinh suất, không nên vội vàng, làm ăn nó chậm, chắc, từ từ. Đấy, bản chất của thiên phủ là cái sự ổn định, là cái sự an định. Cái sự an định không phải là cái sự phát triển. Thiên phủ thì khó có cái khả năng tích lũy tiền bạc thôi, tích lũy tiền bạc, chứ không có cái khả năng đầu cơ tiền bạc. Thế nên là tới cái vận 53 đến 62 thì làm ăn nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, tránh đi những cái rủi ro. 53 đến 62 là vận như vậy, phủ tướng triều viên khá là đẹp, mệnh là mệnh thổ, nhưng mà gặp thiên không, gặp địa không, gặp hỏa tinh, gặp phục binh rất dễ bị lửa mà sinh ra rủi ro. Vậy không nên tham sân si. Đấy, tưởng là cơ hội nhưng mà hóa ra lại gì, có sẵn các cái thủ đoạn, các cái mưu mô ở trong đấy rồi. Thiên không phục binh, địa không đi với hỏa tinh. 63 đến 72 vận này thì là vận tốt rồi, hữu bật hóa khoa này, văn xương, văn khúc, long chỉ, phượng các, thiên đồng, thiên lương, rồi đắc tứ linh. Đấy, lợi về công việc, lợi về sự nghiệp hơn là lợi về tiền bạc. 63 đến 72 cơ bản là một cái vận tốt, vận sáng sủa, vận hanh thông, có thể nói là hanh thông nhất trong cái cuộc đời của lá số này, tức là nói là về già là an nhàn một chút nào. 63 đến 72. Còn 73 đến 82 thì vận này nó hơi xấu này, không kiếp đi phá quân, đi với thai phục vượng tướng, nói chung là chăm lo sức khỏe một chút thì nó sẽ hay hơn. 73 62 vận hơi xấu. Tiếp theo năm 2024, năm Giáp Thìn 27 tuổi. Năm Giáp Thìn thì thái dương gặp hóa kỵ, gặp khốc hư, như này tư tưởng tinh thần là dễ sinh buồn phiền, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lưu thái tuế và cung tài bạch có biến động về mặt tiền bạc, nhưng mà không quá sâu lắm.
lưu tang lưu hổ và cung phối chuyện tình cảm và chuyện công việc thì nó hơi buồn phiền cho lại hơi buồn phiền. Tiếp theo lưu lộc lưu mã lưu khốc lưu hư và cung thiên di, cái cơ hội được đi công tác, đi du lịch, đi làm việc nó rất là cao, tức là một năm phải đi lại nhiều. Lưu kình dương và cung tật ách, kình dương được cái là có thiên phủ sao giải thì không đáng ngại. Lưu đà la và cung nô bộc, các cái mối quan hệ là dễ gặp trục trặc thị phi. Tiểu hạn năm thìn và cung thiên di lại gặp đất lộc đất mã như thế này, nói chung là phải đi lại nhiều, phải đi công tác nhiều, dễ có cái xu hướng là thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi nơi công tác, thay đổi nơi làm việc. Nhưng mà đi là tốt, đi là có quý nhân trợ giúp, đi là có tên tuổi, đi là có danh tiếng. Nói chung là cái việc năm 2024 đầu tiên, cái việc thứ nhất là gì, xuất hành xuất ngoại đi xa là thuận lợi, đặc biệt liên quan đến các vấn đề liên quan đến học hành thi cử, liên quan đến kiến thức, liên quan chuyên môn, liên quan danh dự danh tiếng. Đấy, điểm thứ nhất này, 2024 tiểu hạn năm thìn. 2024 thì lá số này 27 tuổi, 23, 24, 25, 26, 27 tuổi và cung điền trạch. 27 tuổi và cung điền trạch có hỏa linh thì nó chủ về gia đạo lục đục một chút, có sinh mộ vượng nó chủ về gì, dễ thay đổi nơi ăn chốn ở. Tam thai bát tọa thì dễ hành thông thuận lợi thôi. Cung 27 tuổi và đất trường sinh có liêm tham đi với song lộc, tiền bạc các thứ là kiếm được khá là nhiều, có cơ hội giàu có đột xuất bất ngờ. Liêm tham đi với song lộc, đi với hỏa linh, đi với hỏa linh, chuyện tình yêu, chuyện tình cảm năm 2024 là dễ phát sinh này, dễ phát sinh này. Xấu thì nó không có gì xấu cả. Nhưng mà ở đây có phục binh thì hết sức cẩn thận, rất dễ bị lừa nha. Mà đối chiếu cung điền trạch lại là cung tử tức, như vậy là dễ có hiện tượng ăn cơm trước kẻ. Nhưng mà hãy cẩn thận, rất dễ bị lừa trong cái năm 2024. Thế nên là nói chung là chọn bạn đời nó cẩn trọng, cẩn thận một chút. Cẩn trọng, cẩn thận một chút. Năm 2024 thì các mối quan hệ được mở rộng nhiều. Năm 2024 lợi về công việc, lợi về sự nghiệp, lợi về cả tiền bạc. Chuyện tình cảm thì hơi rủi ro nhẹ một chút. Ngoài ra thì năm 2024 có song lộc đi với thiên hình, đi phục binh, cũng có nguy cơ một chút là bị lừa liên quan đến tiền bạc, dễ phát sinh tranh chấp thị phi kiện tụng một chút này. Đó. Tiếp theo là lưu ý đến bạn các cái tháng cắt hung trong năm 2024. Cơ bản năm 2024 cũng là một cái năm tốt, không có gì xấu cả. Tháng 1 đây, hao tài tốn của, đi lại nhiều, tư tưởng tinh thần tương đối là thoải mái. Đây là tháng 1. Tháng 2 thì rất bất lợi liên quan đến tiền, tình và sự nghiệp. Nói chung là mọi sự đều xấu cả là tháng 2. Những cái tháng như là tháng 2 mà xấu như thế này, tốt nhất là nên ổn định công việc, cuộc sống, tính cách. Nói chung là kệ được. Nói chung kệ cuộc đời. Đấy chính là tháng 2. Tháng 2 rất bất lợi công việc, sự nghiệp, tiền bạc và tình cảm. Các mối quan hệ nó không tốt cho lắm. Tháng 3 thì gì? Tư tưởng tinh thần nó không thoải mái, dễ gặp trục trặc thị phi. Ảnh hưởng xấu đến gì? Danh tiếng, uy tín và thương hiệu một chút. Tháng 3 là gì? Nhiều trắc trở, nhiều khó khăn là tháng 3. Tháng 4 thì công việc sự nghiệp có nhiều cái sự thăng tiến, các mối quan hệ mở rộng. Tháng 5 thì lại đau đầu, hao tâm tổn trí, stress một chút trong công việc và trong các cái mối quan hệ. Tháng 5, tháng 6 rất là xấu, xấu về chuyện tình cảm, xấu về chuyện công việc, xấu về chuyện sự nghiệp, xấu về chuyện tiền bạc và kinh tế, rất dễ bị lừa tiền và tình là tháng 6. Như vậy là có tháng 2, tháng 5 và tháng 6 là những cái tháng rất xấu. 2, 5, 6, tháng 7 thì gì? Quý nhân tương trợ trợ giúp, tháng 7 thì tốt. Nhiều sự may mắn, nhiều sự thuận lợi, nhưng mà hơi hao tài một chút. Tháng 8 thì công việc, sự nghiệp, tiền bạc, kinh tế, các cái mối quan hệ đều tốt cả. Tháng 9 thì công việc, sự nghiệp, tình bạc, kinh tế có chút trắc trở, nhưng cơ bản nó vẫn là cái sự ổn định thôi, vẫn là ổn định. Tháng 10 thì gì? Công việc, sự nghiệp, tiền bạc, kinh tế, các thứ khá là tốt, nhưng mà riêng cái chuyện tình cảm thì rất bất lợi. Tháng 10 thì có hai xu hướng, nếu mà đầu cơ nhá, liêm trinh tham lam là gì? Rất dễ có cái tính tham lam, rất dễ có cái tính đầu cơ, gặp song lộc thì tốt. Nhưng mà khi có hỏa linh không kiếp thì gì? Rất dễ được, rất dễ mất. Đấy, tiền bạc mà gặp những cái sao hỏa như thế này kiểu như là gì? Được xong rồi, sáng rồi, nhưng mà rất dễ cháy. Thì tháng 10 là cái tháng rất xấu về tiền và tình, nên thận trọng một chút. Tháng 10 mà có liêm tham thì đầy cái sự sáng tạo, đầy sự đột phá trong công việc và sự nghiệp. Tháng 11 có cự môn, có hóa kỵ, có thái dương hóa kỵ, dễ gặp phải tranh chấp thị phi này. Tháng 11 thì có cự môn đi văn khúc, đi tả phủ bật hóa khoa, cơ bản các mối quan hệ ngoại giao cũng tương đối tốt. Công việc, sự nghiệp các thứ nói chung cũng khá là ổn. Không lợi về mặt tiền bạc thôi. Tháng 12 thì gì? Dễ được quý nhân tương trợ trợ giúp. Tháng 12 thì công việc, sự nghiệp các thứ như là nhiều cái sự ổn định. Nhưng mà có thai phục vượng tướng thì hết sức cẩn thận, rất dễ bị lừa. Rất dễ bị lừa. Mà mệnh thiên đồng là rất dễ cả tin. Cái ông mệnh thiên đồng thì cả tin, nhiệt tình, nhất rất nhiệt tình. Mệnh thiên lương thì đôi khi là cái ý chí chủ quan nó hơi cao. Thế nên là hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận một chút. Như vậy là tổng quan lại thì chú ý vào các cái tháng như là tháng 2, tháng 5, tháng 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 10. Tháng 2, tháng 5, tháng 6, 10. Có thể thêm cả tháng 3 nữa. 2, 3, 5, 6 và tháng 10 nhé. Rồi, xin chào ạ.